Hôm trước mình dừng ngay cái đoạn này, cái đoạn mà các loại sợi cơ tham gia vào hoạt động, loại một, loại hai này kia, thì nó có cái câu cuối này: mặc dù những cái sợi loại hai, sợi phát twist đó, nó sẽ được huy động khi mà gặp những cái trường hợp mà kháng lực lớn, giống như là cái độ khó nó lớn vượt ngưỡng của cơ thể, thì lúc này nó sẽ được huy động hết những cái sợi loại hai, sợi loại nhanh. Nhưng mà hầu hết trong các cái hoạt động bình thường á, thì có thể nó sẽ tác động lực không lớn lên cơ thể đủ để nó kích thích cái việc tham gia của các sợi loại hai này, nên thường sẽ dùng cái sợi loại một nhiều, và tùy theo cái mức độ mà cái môi trường đặt cái áp lực lên cơ thể thì lúc này nó mới kích hoạt thêm các loại sợi cơ khác hỗ trợ thêm tăng dần, và nó sẽ phụ thuộc vào cái tần suất, frequency, tần suất và cái khả năng kích hoạt cơ của chúng ta, giống như tần suất lặp lại rồi kích hoạt motor unit gì đó. Kiểu như chúng ta tập luyện càng nhiều càng thường xuyên á, thì cái khả năng chúng ta kích hoạt nó càng tốt. Giống như khi chúng ta tập luyện với tạ kháng lực lớn thì sau này khi kiểu hoạt động hàng ngày thì cơ thể chúng ta nó cũng tự động kích hoạt các cái motor unit như vậy, thì cái việc hàng ngày giống như khi vật nặng sẽ đơn giản hơn, nó sẽ nhẹ hơn, chúng ta cảm thấy nhẹ hơn. Rồi, dưới này là cái bảng về những cái môn thể thao và mối liên hệ tương quan của nó khi sử dụng các loại sợi cơ, thành phần sợi cơ khi mà tham gia tập luyện. Ví dụ như chạy 100 m là phải phát lực cực lớn và thời gian ngắn, nên ưu tiên sử dụng sợi loại 2. Rồi, số lượng sợi loại 1 thì huy động ở mức độ thấp. Rồi, tương tự như vậy, ở mức độ trung bình chạy 800 m, em không biết là chạy 800 m này nó có phân thành mấy cái pace gọi là để cái độ, về cái độ khó nữa. Anh Nam chạy 800 m thì anh thấy nó khác nhiều so với chạy ví dụ 4 cây hay là 100 m nhiều không, hay là nó cũng giống giống Khác cũng chứ nhiều lắm em. à, khác Thằng nhiều 800 mét là thằng khó chịu nhất trong tất cả các nội dung. à, tại nó yêu Kiểu cầu cả cả thai một thai hai này phải không? đúng rồi, nó yêu cầu cả một và hai, kiểu giống như nếu mà mình so ra giống như tụi tụi chạy mà ở tầm quốc tế á, thì cái vòng đầu tiên của nó cái thành tích của nó ngang ngửa khoảng chạy 400 mét của mấy vận động viên Việt Nam. Tức là mặc dù chạy 800 mét nhưng mà cái tốc độ nó đã bằng chạy 400 mét rồi hả? Cái Có nghĩa pace là nó kiểu nó chạy giống như tụi vận động viên quốc tế, nó chạy tầm khoảng vòng đầu tiên của nó rơi vào tầm khoảng 50 51 giây cho 400 mét đầu tiên. Nó kinh khủng đến vậy. kinh khủng. Đợi em coi mấy cái mà CrossFit Game hình như chạy 400 m cũng mất khoảng gần 1 phút á, 1 phút hơn á, Thì năm mấy giây à? là năm Thì mấy có nghĩa giây là với một tại phút. vì tại tụi gốc phía trên nó không phải là chuyên nghiệp, nó không phải là chuyên nghiệp của vận động viên chạy 800, thì thành tích nó như vậy cũng khá ok. Em thấy khoảng 1 phút. Rồi ví dụ như marathon này kia thì kích hoạt sợi sợi loại một nhiều, gọi như một nhiều thì này chúng ta đã biết hết rồi. Bữa cũng có coi thêm một số cái môn mà nó lạ lạ như là speed skating hoặc là stride cycling nè, có thi trong Olympic vừa rồi, và đạp xe trong nhà, đạp xe theo vòng. Em chưa biết cái luật nó như thế nào, mà thấy đạp em đợi em coi video là theo mô hình đạp đồng đội ba, cứ một vòng nó sẽ thay người dẫn đầu một lần kiểu Cứ nghĩa là nó không có quãng đường, nó cứ đạp hoài đạp hoài đạp hoài, chừng nào đến con người cuối cùng thì nó sẽ là hạng Đúng rồi, em thấy cứ đạp một hồi cái rớt lại còn 2 người, đạp một hồi cái còn lại 1 người, xong rồi nó tính theo pace hay gì chưa biết luật, chưa đọc luật cái đó. Rồi, cái khả năng phát lực của chúng ta, cái force output này, và cái sợi cơ chúng ta có thể các loại sợi cơ có thể sẽ được thay đổi thông qua việc chúng ta kích hoạt nó thường xuyên hay không, và số lượng kiểu motor unit chúng ta activate trong lúc chúng ta tập luyện đó tùy theo mỗi người khác nhau và tùy cái bộ môn khác nhau. Rồi, đó là về cái phần phân loại sợi cơ. Rồi tiếp theo là cái proprioception. Proprioception này nó thuộc xếp vào giống như cái những cái receptor ngoại biên, những cái gửi tín hiệu về cho hệ kinh trung ương để từ đó phân tích và phản hồi lại với môi trường. Thì những cái proprioception này
là những cái receptor nhạy cảm về áp lực đặt ở trong được có trong khớp, trong cơ hoặc là sợi gân. Rồi bởi vì đặc tính nhạy cảm với lại áp lực và tension, pressure và tension, nên nó sẽ gửi tín hiệu về cái hệ thống thần kinh trung ương, bao gồm cả conscious với subconscious, tức là tiềm thức và có nhận thức, tức là chúng ta chủ động tập, và có những cái chúng ta không có chủ động, giống như chúng ta bị sập chúng ta không chủ động chẳng hạn vậy, thì cơ thể nó tự động phản ứng lại. Và nó sẽ dựa trên những cái thông tin đưa về đáp ứng theo này, không biết gọi sao ta, không thể dịch là tôn trọng ra đi, cái này Huy dịch như thế nào để nó đúng cái nghĩa của cái đoạn này ha, cái the friend respect là to gravity. nếu mà xét về mặt gravity á, with respect to, là nếu mà xét về cái mặt đó, nếu mà xét về cái khía cạnh đó, Nếu mà xét về khía cạnh trọng lực, đúng rồi, khía cạnh trọng lực, all conscious, hiểu nôm na là tùy theo cái lực tác động theo cái chiều trọng lực lên cơ thể mà cơ thể nó sẽ đưa phản ứng lại phù hợp theo nhận thức hoặc không nhận thức gì đó lên đối với môi trường. Rồi đơn cử như cái việc chúng ta không cần phải có nhận thức mà chúng ta duy trì cái tư thế chúng ta trong cái môi trường luôn có trọng lực như vậy, thì cơ thể luôn tự động kiểu co cơ, duỗi cơ, cân bằng cơ thể trong mọi trường hợp, nó luôn hoạt động như vậy. Rồi thì đại diện cho những cái receptor phổ biến nhất mà về cơ bắp, chúng ta có muscle spindle với Golgi tendon organ, hai cái này muscle spindle. Rồi muscle spindle có thể nằm ở bên trong chùm cùng với các sợi cơ hoặc là nằm mặt phía ngoài, thì người ta gọi là intrafusal hoặc là extrafusal, nằm theo chiều song song cùng chiều với các sợi cơ, và nó phản hồi lại với các tác động kéo giãn stress, các tác động kéo giãn sợi cơ. Thì khi các sợi cơ được kéo giãn thì các cái receptor này nó cũng nhận tín hiệu là sợi cơ bị giãn ra, và nó phản hồi lại bằng việc là nó co cơ, gửi tín hiệu về khiến chúng ta co cơ lại để hạn chế cái sợi cơ bị kéo ra tối đa quá mức, bị kéo quá mức làm tổn thương sợi cơ. Thì chức năng của hai cái muscle spindle và Golgi tendon organ này giống nhau ở chỗ là bảo vệ sợi cơ, không có làm sợi cơ, giúp cho sợi cơ hạn chế những tổn thương không mong muốn. Rồi thì cái một muscle spindle là phản ứng lại với các tác động về kéo, về stress, còn ngược lại thì cái Golgi tendon organ này nó sẽ kích hoạt khi mà cơ chịu áp lực là tension đặt lên cơ. Nhưng mà khi cái tension trên cơ này, tức là sợi cơ sẽ co, sợi cơ co nhưng mà cái tendon này nó sẽ giãn, cái tendon nó sẽ duỗi ra, tendon này sẽ duỗi ra và nó cũng sẽ gửi tín hiệu về để lúc này để ức chế các cái sự co cơ, làm cho hạn chế cái việc giống như là rách gân dây chằng ngay cái chỗ khớp nối của chúng ta, nên chúng ta mới bị sập, chúng ta mới bị rớt không điều khiển được nữa. Rồi đây là muscle spindle, extra muscle fiber, tức là extrafusal, tức là nó nằm phía ngoài, có thể nó bám phía ngoài hoặc là nó bám phía trong của cái sợi cơ, và nó nằm cùng chiều với chiều sợi cơ để nó co và dẻo, co và duỗi giống như sợi cơ luôn. Rồi tiếp theo, đây là cơ chế của muscle spindle. Muscle spindle, ví dụ chúng ta cầm cái bịch không có gì hết thì nó chưa kích hoạt nhiều vì nó chưa có kéo duỗi sợi cơ ra. Dần dần chúng ta bỏ khối lượng, bỏ trái cây vô, bỏ đồ vô, bắt đầu sợi cơ bị kéo giãn ra, đến một mức nào đó cảm thấy là chúng ta cần phải dùng lực thêm thì để huy động thêm sợi cơ, thì lúc này nó kích hoạt và nó co cơ lên đó, để giữ được cái vật thể hoặc là đạt được cái chuyển động mong muốn của mình, hoặc là giữ được cái tension trên sợi cơ. Rồi một cái ví dụ phổ biến nhất về cái muscle spindle đó là knee flex reaction, tức là gõ vô cái đầu gối, gõ đầu gối đây. Mà để nói về cái này, nó có một cái là
trong cái bài học nó có một cái khái niệm enclosed in the sheet of connective tissue nè, tức là những cái mô liên kết này nó nối tiếp với nhau, nó tiếp liên tục với nhau. Mà điển hình là cái hình cấu trúc sợi cơ trước, cấu trúc mà epi rồi peri rồi endo nè. Đó. Epimysium là cái lớp màng bao bọc bên ngoài của cái bó cơ. Rồi, từng một cái bó như vậy nó gọi là fasciculus, thì bên ngoài cái bó như vậy nó lại có perimysium là cái lớp màng bên ngoài của từng cái bó này. Rồi trong từng cái bó này nó có từng cái bó nhỏ nữa thì là cái endo. À, từng cái bó này là từng cái sợi sarcolemma rồi. Và lớp ngoài của cái sợi sarcolemma này, lớp ngoài của cái sợi cơ này thì nó có cái lớp endomysium. Thì nó nói là tất cả từ cái thằng endo đến cái thằng peri rồi đến cái thằng epi này nó sẽ tương tác với nhau. Tức là khi một cái co duỗi ở trong cái đơn vị sợi cơ là sarcomere nó co thì đồng loạt cái đó nó sẽ đồng bộ hóa với nhau kéo, thành ra nó dẫn đến cái lớp trong cùng là cái lớp endo này nó co. Cái lớp endo co thì nó dẫn đến nó đồng bộ với nhau đến cái lớp peri nó co, và tiếp tục như vậy thì làm cho sợi epi này nó co. Và cái epi này nó co nó nối tiếp với lại sợi tendon ở đây và nó co luôn. Thì lúc này khi mà cơ nó co thì sợi tendon này nó bị tác động là nó sẽ giãn hoặc đó. Thì đó là nó giải thích cho cái khái niệm về cái sự liên tục liên kết tiếp nối với nhau của các cái sợi cơ trong đó. Và nó dùng cái từ là dưới này hồi nãy. Đây. Xíu xuống nữa. Đây, dùng từ này. Enclosed in the sheet of không biết phát âm sao cho đúng. Sheet of connective tissue. Đó. Rồi. Chạy song song với nhau. Rồi. Nên vì vậy khi mà ở trong cái thí nghiệm này á, để tính cái sự phản hồi của hệ thần kinh khi mà chúng ta gõ cái búa vào đây thì họ không có gõ vào sợi cơ mà họ gõ vào cái tendon. Họ gõ vào cái tendon ngay chỗ patella tendon. Thì khi này cái sợi gân này nó được kích ứng, nó kéo thì nó theo cái lý thuyết mà enclose hồi nãy á, nó liên tiếp nối với nhau nên nó dẫn đến sợi cơ này kéo ra luôn. Kéo ra và nó gửi tín hiệu về cho hệ thần kinh là nó bị kéo. Và lúc này nó sẽ phản hồi bằng cái việc nó co cơ. Và khi cái muscle spindle được kích thích thì nó co cái cơ chủ vận và nó duỗi cái cơ đối vận. À, cơ chủ vận lúc này sẽ co. Là nó sẽ khi một tín hiệu gửi về hệ thần kinh trung ương ở spinal cord này thì có tới hai cái motor unit mà để phản hồi lại. Một cái ở phía trên dùng để co, một cái phía dưới dùng để duỗi ra. Thì lúc này phản hồi bằng cái việc đá chân lên của hai cái cơ đối xứng với nhau. Rồi. Đó là về cái muscle spindle. Thông tin sẽ được đi chiều thông tin đi từ cái sợi cơ theo cái dây thần kinh lên tới spinal cord và đến hệ thần kinh trung ương và phân tích dữ liệu và gửi tín hiệu về để đưa ra cái phản hồi phù hợp. Rồi tiếp theo là về GTO, Gonadal Tendon Organ Reflex. Thì giống như mục đích tác chức năng chính của cái Gonadal Tendon Organ là để hạn chế tổn thương trên sợi cơ cũng như các mô liên kết đó. Thì nó cũng gửi tín hiệu về cơ thể đối với cái lực, đối với cái áp lực đặt lên cơ thể để biết khi nào là quá mức. Thì ví dụ như khi chúng ta đặt áp lực lên bàn tay, mang vác đồ lên bàn tay vậy thì nó sẽ kích hoạt cái Gonadal Tendon Organ cùng lúc. Rồi khi mà chúng ta cứ bỏ dần cái vật nặng, tăng dần cái khối lượng lên thì lúc này đến cái ngưỡng chịu đựng của nó sẽ gửi tín hiệu về hệ thần kinh trung ương hay là spinal cord ở đây và làm ức chế đi cái sự co cơ. Và lúc này sợi cơ ngay cái chỗ đó, cái sợi cơ đang được kích hoạt hay người ta hay gọi là activate, sợi cơ đang được activate, chỗ này sẽ được relax. Relax thì lúc này chúng ta sẽ bị sụp, chúng ta sẽ rớt tạ. Đó.
Thì đây là cơ chế của cái gonadal tendon organ. Gonadal tendon organ. Ok. Rồi. Đó là về sợi cơ và receptor các thứ. Tiếp theo nội dung chính hôm nay chắc là về quả tim. Quả tim. Quả tim thì chúng ta chia ra nó có 4 cái chamber. 4 phần khác nhau. Là tâm nhĩ, có 2 phần chính là tâm nhĩ với tâm thất. Thì chia ra làm 4 phần là nhĩ phải, thất nhĩ phải, nhĩ trái và thất phải, thất trái. Nhưng mà sẽ chia ra làm nửa bên phải, nửa bên trái. Nửa bên phải sẽ đi về phổi và nửa bên trái sẽ đi về các cơ quan khác trên cơ thể. Rồi, bắt đầu mình sẽ đầu tiên mình đi tìm hiểu về cái đường đi của máu đi. Đường đi của máu đầu tiên là từ tĩnh mạch chủ. Tĩnh mạch chủ khi nó lấy máu, sau khi đã được chuyển hóa xong, lấy máu từ các phần của cơ thể như là phần phía dưới, từ chân, từ cột sống, từ phần thân dưới cũng như phần thân trên, bắt đầu đổ về tâm nhĩ phải đây. Sau đó từ tâm nhĩ phải co bóp đẩy xuống tâm thất phải, từ đó đẩy máu đi ra tĩnh mạch phổi để nó bắt đầu nó trao đổi oxy, CO2, các chất chuyển hóa, các dinh dưỡng này kia. Rồi sau đó từ tĩnh mạch phổi đi ra phổi, hai bên đi ra phổi trái, phổi phải, hai bên. Sau đó từ hai cái phổi đó, từ phổi trái, phổi phải đó, nó đi lại vào cái tâm nhĩ bên trái, qua tâm nhĩ trái. Sau đó từ tâm nhĩ trái co bóp đẩy xuống tâm thất trái, sau đó và đẩy lên động mạch chủ đi ra ngoài, đi lên thân trên, thân dưới, đi khắp cơ thể để nuôi sống cơ thể. Rồi thì cái quá trình đây là cái đường đi của dòng máu, và cái quá trình này nó được điều khiển bởi hệ thống tín hiệu điện đi khắp trong cái cơ tim của mình, mà nó bắt đầu bằng cái SA hay gọi là sinoatrial node này, bắt đầu ở tín hiệu đây. Cái tín hiệu này nó sẽ được liên kết với lại hệ thần kinh trung ương tên là medulla, trong tín hiệu nơi mà nó điều khiển các chức năng về hệ thần kinh thực vật của chúng ta, giao cảm và đối giao cảm á, để nó điều khiển nhịp tim nhanh hay chậm. Thì cái hệ thần kinh chỗ đó nó sẽ điều khiển cái tín hiệu điện xuống đó, cái điểm SA này. Điểm SA viết tắt là sino, viết tắt của sinoatrial node. Rồi từ đây khi nó phát tín hiệu điện, nó sẽ lan tỏa đều ra hai bên. Từ đây nó sẽ lan tỏa ra hai bên, làm cho nó co cơ tim. Đầu tiên là co cái phần tâm nhĩ trước, mà đồng thời nó sẽ co tâm nhĩ trái và phải. Tâm nhĩ phải là do nó có những cái đường liên kết thần kinh truyền tín hiệu điện qua bên tâm nhĩ bên trái bên này, trái và phải co cùng lúc với nhau. Đồng thời khi mà nó truyền tín hiệu xong thì nó sẽ hội tụ lại, giống như tín hiệu điện truyền tới đây và nó sẽ hội tụ lại về cái điểm này. Bên này cũng vậy, sau khi truyền tín hiệu điện đi, nó sẽ hội tụ về cái điểm atrial ventricle này, hay gọi là điểm AV node, viết tắt AV node. Điểm AV node này, AV node này người ta hay gọi là tín hiệu nhĩ thất, vì nó liên kết giữa tâm nhĩ và tâm thất nên gọi là nhĩ thất. Rồi từ đây nó mới truyền tín hiệu điện ra bó hít từ bó hít này để đi xuống đến tâm thất. Bó hít này nằm phía sau của cái tĩnh mạch phổi nè, nằm phía sau ha. Rồi nó truyền tín hiệu xuống bó hít, từ đây tín hiệu điện đi dọc xuống tới đáy của tâm thất và nó lan tỏa ra hai bên. Những cái sợi hai bên này người ta gọi là right và left bundle. Đây nó không có để cái tên đó, mà nó chỉ gọi chung là các sợi Purkinin này, để nó đi hết đến từng cái tế bào cơ của cơ tim.
để cùng lúc này nó đồng loạt nó co bóp để đẩy máu ra ngoài. Nhưng mà hai cái tín hiệu điện này nó sẽ co bóp không có cùng một lúc với nhau. Tức là ở trên co trước bóp một cái xong truyền tín hiệu điện xuống và ở đây nó dừng một nhịp. Một nhịp này khoảng 0.1 giây. Hình như là 0.1 giây. Nó có một tín hiệu dừng ở đây để cho máu có thể đi hết từ tâm nhĩ xuống tâm thất. Rồi sau đó nó khóa cái van ngay chỗ này lại thì lúc này nó mới tín hiệu điện truyền xuống ở dưới này và nó bóp cái lần thứ hai để đẩy ra ngoài. Nên chúng ta sẽ có tiếng thình thịch, một cái bóp trên nhỏ nhẹ và một cái lớn hơn, mạnh hơn ở phía dưới này vì nó co bóp cái lượng cơ lớn hơn. Và đối với cái phần dưới này, phần trên nó sẽ co bóp đồng bộ với nhau và phần dưới này cũng sẽ co bóp đồng bộ với nhau cùng một lúc với nhau để đẩy máu cùng một lúc. Rồi và lưu ý chỗ này sẽ có điểm dừng nhỏ để cho máu đi hết từ tâm nhĩ xuống tâm thất trước khi nó đến cái lần co bóp thứ hai. Rồi. Ok. Right bundle thì bên này là left bundle. Hai bó sợi, thì các bó sợi này sẽ phân ra thành các sợi Purkinje. Purkinje đây. Rồi. Bên cạnh cái hệ thống điện này thì nó còn có hệ thống van để điều khiển cái dòng máu đi. À, cái này là cái tín hiệu điện hồi nãy truyền nè. Tín hiệu điện nó sẽ đi từ cái medulla, từ cái đây medulla truyền tín hiệu để điều chỉnh cái tốc độ co bóp của cơ tim của chúng ta, điều chỉnh tốc độ co bóp của cơ tim. Thì như nãy có nói là hệ thần kinh thực vật hay là hệ giao cảm với đối giao cảm là cái hệ thần kinh chúng ta không có tự chủ mà nó tự động, nó sẽ thay đổi theo môi trường, theo cảm xúc, điều khiển nhịp tim, nhanh hoặc chậm. Rồi có một số cái khái niệm ở dưới người ta có nói, ví dụ nhịp tim bình thường thì là regular, nhịp tim chậm thì nhịp tim nhanh đó là tachycardia và nhịp tim chậm là bradycardia. Thì trong sách nó chỉ đề cập ba cái này thôi và nó dùng từ chuyên môn nên chúng ta phải lưu ý cái từ chuyên môn lại. Ví dụ bài thi có thể sẽ hỏi cái này. Rồi còn hai cái này giống như một cái nhịp tim nó không đều, một cái không đều và một cái nó bị ngắt quãng, nó nhịp tim nó bị dừng lâu hơn so với những cái còn lại. Rồi nhịp tim thì ở đây nó chia làm nhiều giai đoạn trong quá trình cái nhịp tim chúng ta nó tăng giảm. Thì cái pha đầu tiên, cái đoạn P wave này thì là cái giai đoạn mà tâm nhĩ nó truyền tín hiệu điện xuống cái điểm SA, nó truyền tín hiệu điện xuống điểm AV. Điểm SA truyền tín hiệu xuống điểm AV trên này. Sinonot là cái tiếng co bóp đầu tiên, tiếng nhỏ nè. SA xuống AV là cái đoạn nó sẽ tạo nên đoạn P wave. Sau đó người ta gọi đây là tổ hợp QRS là cái đoạn nó sẽ truyền tín hiệu đi xuống dưới tâm thất và co bóp mạnh lần dưới. Sau đó nó sẽ giống như là tạm ngừng một cái nhẹ và từ đây nó sẽ gọi là sạc điện lại để khi mà tín hiệu điện đi xong xuống này, co bóp xong, nó sẽ truyền ngược lại thành một cái vòng tuần hoàn lên lại trên SA node. Từ đó tiếp tục xuống, gọi lên, tiếp xuống lên liên tục thành cái vòng tuần hoàn của nó. Thì giống như cái máy nó phải sạc điện liên tục thì nó tạo ra từng cái đường sóng điện như vậy. Rồi ở đây trong cái sách nó sẽ lưu ý mình phải nhớ một số cái về cái tên của SA node là cái gì, rồi AV nó là cái gì, rồi đi xuống đây chia ra làm bó bên trái, bó bên phải, left front chain, rồi là right, rồi xong cái sợi Purkinje này là cái gì. Đó là một số cái chúng ta phải lưu ý. Rồi tiếp theo là về cái nhịp tim nhanh chậm, nó sẽ dùng từ chuyên môn như thế nào và mỗi một cái đường sóng điện từ như vậy thì cái khoảng này là cái khoảng gì. Trong sách đây cũng có nói muscle spindle on the tendon organ.
quả tim. Quả tim phân ra thành nhĩ thấp, hệ thống van. Hệ thống van chưa nói, chút nữa mình sẽ nói tiếp này. Đây, quá trình co, quá trình dẫn truyền xung điện xuất phát từ SA node hồi nãy, hay nó còn được đặt tên là pacemaker, tức là người cái thứ mà chịu trách nhiệm về tốc độ nhanh chậm của nhịp tim, truyền tín hiệu điện nhanh chậm của nhịp tim. Rồi nó sẽ truyền dẫn truyền đến, nó sẽ truyền trong đó, trong cái cơ tim mình luôn, đến cái điểm SA node. À, điểm SA node là cái này chứ, SA node này xuất phát ở đây từ tâm nhĩ, đi đến để truyền đến điểm nhĩ thất. Điểm nhĩ thất ở đây AV node đây. Thì ở điểm AV node này mình lưu ý một điểm, đó là nó sẽ delay lại cái nhịp tim, delay chậm một xíu chứ nó sẽ không bóp đồng loạt với nhau chung với tâm nhĩ. Ở đây mình lưu ý chữ delay, ở trên này là pacemaker, dưới này là delay. Rồi từ đây AV node này nó sẽ truyền qua cái bundle atria, bó nhĩ thất. Nếu mà dịch gì thì sẽ ra bó nhĩ thất, atria ventricular bundle, để dẫn truyền cái đường điện từ tâm nhĩ xuống tâm thất. Lúc này nó mới chia ra thành bó bên trái và bó bên phải, là left bundle friend và right bundle friend. Từ đó chia nhỏ ra nữa thành cái sợi Purkinje fiber dưới này, để đi đến từng nơi của toàn bộ cái tâm thất. Rồi ở đây điểm SA node thì nó nằm ở trên cái mô hình tim hồi nãy, là nó nằm điểm cái thành bên ngoài phía trên của tâm thất phải, tâm nhĩ phải. Mỗi tín hiệu điện sẽ bắt đầu từ đó và bắt đầu đi dẫn truyền xuống, như nãy mình cũng nói rồi, truyền xuống nhanh xuống. Rồi có delay ngay chỗ AV, điểm AV, nhắc đến điểm AV mình chỉ nhớ nó là delay lại, chậm lại một nhịp. Còn những sợi Purkinje này nó sẽ giúp lan tỏa cái tín hiệu điện hết khắp cái tâm thất, và nó sẽ làm cho tâm thất co bóp contract, có thể sắp xỉ như là đồng thời với nhau, cùng một lúc với nhau, ngay lập tức với nhau. Rồi đến cái tín hiệu điện này, thì cái điểm SA node này thông thường nó sẽ dao động 60 đến 80 lần một phút, đó là cũng là nhịp tim của chúng ta bình thường, nhịp tim bình thường của chúng ta luôn. Tiếp theo là đến khái niệm về myocardium là cơ tim thôi. Myocardium là cơ tim, nó liên quan cái tín hiệu điện giữa cơ tim và cái tín hiệu điện thì thông qua cái medulla, là trong cái hệ thần kinh chúng ta nãy, truyền qua thông qua hệ giao cảm sympathetic và hệ đối giao cảm, hệ thống thần kinh giao cảm và đối giao cảm, hay còn gọi là hệ thần kinh tự động hoặc hệ thần kinh thực vật, tức là chúng ta không cần chủ có ý thức để điều khiển nó, mà nó tự động nó hoạt động theo cái môi trường, theo cái tâm trạng của chúng ta. Rồi dùng để tăng nhịp tim hoặc là giảm nhịp tim, đập nhanh hơn. Đối với hệ giao cảm thì ở đây người ta nói là giúp cho nó tăng nhịp tim cao hơn, còn hệ đối giao cảm giúp cho đưa nhịp tim về cái trạng thái bình thường chậm lại, và nó có thể sạc điện được kiểu ổn định hơn. Thì khái niệm tiếp theo là bradycardia, là một cái này là nhịp tim chậm, còn tachycardia là nhịp tim nhanh. Bradycardia chậm và tachycardia là nhanh. Rồi điện tâm đồ electrocardiogram, electro phân tách chữ này ra để chúng ta dễ nhớ, electronic á, cardio là tim mạch và gram, và viết tắt là ECG, electrocardiogram. Thì có phân ra làm 3 phần chính là P wave và cái đoạn QRS complex, và cái đoạn cuối là đoạn T wave. Đây T wave là cái đoạn cuối này, nhô lên một cái nữa. Thì cái P wave là lúc chúng ta, nó được ghi khi chúng ta sạc điện vào, nó truyền tín hiệu điện khi mà chúng ta bắt đầu từ cái điểm SA node. Điểm SA node. Và trong này lúc này nó sẽ nó liên quan về cái truyền tải tín hiệu điện trong và ngoài tế bào, những cái ion điện, tức là ban đầu những cái giống như sự co cơ chúng ta, cái ion natri ban đầu, natri cộng á, sodium, bắt đầu nó sẽ đi dần vào trong cái điểm SA node nè, cái tế bào về tín hiệu điện đó, đi dần vào, bắt đầu
thì cái màng bên trong ban đầu nó đang là cực âm thì nó sẽ được dương dần, thế nên người ta gọi là từ negative potential, tức là bên trong cái màng tế bào nó đang âm và dần nó sẽ chuyển dần sang dương. Khi mà sodium vào đủ nhiều, nó sẽ kích hoạt được những cái receptor mở cái cổng cho canxi vô, canxi 2 cộng vô. Thì lúc này canxi 2 cộng bắt đầu mới là cái thằng chính, nó ồ ạt đồ ồ vào. Đó thì giống như sự co cơ chúng ta phải có sự xuất hiện của canxi 2 cộng. Thì lúc này canxi 2 cộng đi vào và nó dẫn đến cái màng bên cái bên trong của cái tế bào á, bên trong của tế bào nó trở thành dương. Thì lúc này nó mới có được cái đủ cái tín hiệu điện để bắt đầu nó truyền đi. À, nó dương đủ rồi thì bắt đầu từ lúc này nó mới truyền qua các sợi cơ được. Rồi, nên người ta mới gọi là negative potential inside, xong chuyển dần sang positive. Và lúc này nó sẽ truyền ra ngoài xong thì khi nó truyền hết các tín hiệu điện dương ra ngoài rồi thì lúc này nó sẽ dần trở ngược về cái trạng thái âm ban đầu của nó lại. Nên chúng ta mới có cái đường đi lên xuống nhẹ, lên xuống nhẹ. Rồi. Đó là cái về cái P wave là cái quá trình thì polarize của cái tâm nhĩ. Kết quả của cái quá trình P wave, cái đường đi lên của đường đoạn P wave đó là tâm nhĩ của chúng ta co bóp. Rồi tiếp theo đến cái đoạn QRS. Cái đoạn này QRS này nó sẽ điều khiển cho cái tâm thất co, vì tâm thất co là cái khối lượng cơ lớn hơn và cái lượng máu cũng lớn hơn, phải bóp mạnh hơn để đi ra ngoài hoặc là đi vào phổi nó tốt hơn thì nó sẽ hình thành nên cái đường điện này sẽ mạnh hơn. QRS đoạn này cũng là sẽ là sạc điện trong tâm thất và kết quả sẽ là tâm thất co. Đoạn PW là tâm nhĩ co, còn đoạn QRS là tâm thất co. Đó, có một số cái nó sẽ liên với nhau. À, Nhật nói đi Nhật. Nhật nói đi. Tại em hello thôi à. Ừ. À nói tiếp đi. À mới vô hả? Tưởng đâu có ý kiến gì. Rồi. Đó thì sau khi cái đoạn QRS này nó làm cho tâm thất co xong, bắt đầu nó sẽ chúng ta sẽ cái tim sẽ có cơ chế nó sạc điện lại. Đó, những tín hiệu điện này sẽ quay ngược lại trên cái điểm SA node đầu tiên lại. Đó, nó đi ngược về. Đi ngược về để sạc điện, người ta gọi là recharge, sạc điện lại. Thì cái quá trình này là cái đoạn T-wave, khi điện nó đi lại thì nó có một tín hiệu nhẹ và người ta gọi là đoạn giai đoạn repolarization here. Ở đây đó. Và nó xảy ra một khoảng ngắn sau khi cái giai đoạn repolarization diễn ra. Quá trình truyền tải điện sau khi hoàn thành thì sẽ đến quá trình sạc điện lại, dòng điện đi ngược lại để cho cái lần co bóp tiếp theo. Rồi. Về cái hệ thống van, của chúng ta có hệ thống van 2 lá, van 3 lá và các thứ. Đây, nhịp tim chậm nhanh. Rồi, tâm trương tâm thu. Cái này là về hệ giao cảm đối giao cảm. Cái này Tiến có biết về giao cảm đối giao cảm chưa ha? Hello Tiến, có cần nói qua cái này không? Cũng được anh, không cũng được. Rồi giờ ví dụ giao cảm, ví dụ mắt chúng ta giao cảm, em lấy một ví dụ về giao cảm đó giao cảm đi để coi em hiểu có đúng không hay là cần giải thích lại. Em lấy một ví dụ gì đó em nghĩ là giao cảm với đó giao cảm thì em chỉ biết thôi chứ con không hiểu rõ đâu. Anh nói đi. Rồi ok, vậy để nói qua cho bạn nào chưa biết thì biết. Hệ giao cảm thối giao cảm hay còn gọi là hệ thống thần kinh tự động hay hệ thống thần kinh thực vật. Giống như có một số người bị tai nạn nặng xong rồi nằm một chỗ nhưng mà họ vẫn còn các chức năng bên trong cơ thể vẫn còn hoạt động. Và chúng ta hay gọi là đời sống thực vật á. Tức là họ vẫn sống nhưng mà họ không có suy nghĩ được, họ không có hành động, không có vận động gì được hết. Họ chỉ nằm một chỗ đó thôi và không biết họ có ý thức được hay không. Đó, nhưng mà cơ thể nó vẫn vận động ở bên trong, nó vẫn chuyển hóa tất cả mọi thứ vẫn bên trong. Thì đó là cái mức cuối cùng là cái hệ thần kinh thực vật nó còn hoạt động được. Đó. Thì cái hệ thần kinh thực vật này chúng ta không có điều khiển bằng cái ý thức được,
bằng cái ý thức của chúng ta được. Tức là không thể nào muốn cái nhịp tim đập nhanh hơn hay chậm hơn theo cái suy nghĩ của mình, hay là chúng ta bắt cái hệ tiêu hóa của chúng ta hoạt động nhanh hơn hay chậm hơn được, mà nó tự động nó sẽ tăng giảm cái tốc độ tùy theo cái môi trường, tùy theo ví dụ về cái tình huống chúng ta gặp phải, từ những cái thức ăn chúng ta ăn chẳng hạn như vậy, từ những cái chuyển hóa bên trong cơ thể. Và cái hệ giao cảm để nó phản ứng với các cái tình huống bên ngoài, hệ giao cảm ví dụ ở đây đối với tim thì là gì? Đối với tim là sẽ giúp tăng lực và tăng nhịp cơ tim, tức là cái khả năng co bóp của tim mạnh hơn, cái nhịp nhanh hơn, tốc độ nhịp tim cao hơn đó. Hoặc là phổi cũng vậy, giãn phế quản nhỏ, tức là những cái phế nang rất là nhỏ bên trong, kiểu tăng cái quá trình trao đổi hô hấp của chúng ta. Hoặc là ruột, chúng ta sẽ giảm nhu động khi mà hệ giao cảm nó được kích hoạt. Ví dụ như trường hợp chúng ta tập luyện vậy đó, chúng ta tập luyện hoặc thì ruột và cái phần mà tiêu hóa dạ dày chúng ta có thể nó sẽ giống nhau đó, là nó sẽ giảm nhu động lại, thì lúc này chúng ta sẽ tiêu hóa chậm lại. Nên mới có một số lời khuyên về cái việc không nên ăn quá gần cái buổi tập, sẽ làm không có hiệu quả cho cái hệ tiêu hóa, không có tốt cho hệ tiêu hóa, bởi vì thức ăn nằm trong đó lâu và lúc này chúng ta vận động rồi, tự động cái hệ giao cảm này nó sẽ làm giảm đi cái nhu động ruột và khả năng tiêu hóa của chúng ta sẽ chậm lại đó. Và đôi khi nó dẫn đến một số trường hợp như là bị sốc hông chẳng hạn khi mà tập luyện, hoặc là đồng tử chúng ta sẽ giãn ra khi gặp những tình huống mà nó nguy hiểm, hoặc là khi chúng ta chú ý một cái gì đó đó. Như thầy hay hướng dẫn hay ví dụ, tức là khi mà chúng ta bị đòi nợ dí đó, chúng ta sẽ tăng nhịp tim, thở gấp hơn. Lúc đó đâu có nghĩ đến chuyện tiêu hóa hay gì, mà lúc đó mắt phải mở lớn lên để quan sát, để chạy, để truyền máu đến khắp cơ thể nhanh càng tốt, để cơ vận động phản xạ nhanh hơn, luồn lách đồ tốt hơn chẳng hạn vậy. Đó, người ta chọi đồ tới hay chém tới mình né được chẳng hạn vậy. Và nhưng mà cái hệ giao cảm nó giúp chúng ta theo từng cái tình huống phù hợp nguy hiểm cho cơ thể, thì người ta có cơ chế là fight or flight đó, tức là đánh hay chạy đó, thì để phản ứng lại bằng cái quá trình tiến hóa của chúng ta, bằng cách việc chúng ta chiến đấu với môi trường, hay là chúng ta gặp một món nguy hiểm quá lớn ta phải bỏ chạy đó. Thì đó là cái chức năng của cái hệ giao cảm, nó tự động nó điều khiển. Còn cái hệ đối giao cảm là để nó làm những cái thứ ngược lại, để cân bằng cơ thể về cái cân bằng nội môi, về cái homeostasis của nó. Vì không thể nào cái tim đập nhanh mà đập liên tục hoài, cũng như cái ruột chúng ta nó giảm nhu động rồi nó giảm luôn, thì nó lại không phù hợp trong cái môi trường bình thường, cái điều kiện bình thường. Nên nó cần đưa ngược lại về cái trạng thái ổn định của cơ thể để có thể sinh tồn, tiết kiệm năng lượng tốt nhất. Nên đó là cái chức năng của cái hệ đối giao cảm, cân bằng lại với cái hệ giao cảm đó, thì nó sẽ điều khiển các cái cơ quan, thường là các cơ quan nội tạng bên trong của cơ thể đây. Rồi không biết mọi người thắc mắc gì không, mình còn một phút nữa mình hết cái đoạn này rồi mình vô lại một cái nữa. Mọi người có góp ý hay thắc mắc gì không? Không. Okay. Rồi để mình vô lại.